Bây giờ mình mở trang đăng nhập vô, mình bắt sự kiện như thế này. Nếu như mà username trống thì mình người dùng nhắn login mình sẽ báo là chưa nhập tên đăng nhập. Nếu password trống thì người dùng nhắn login mình cũng sẽ báo là chưa nhập tên chưa nhập password. Rồi nếu mà username và password là không có trống thì mình sẽ báo là chuyển đến trang xử lý dữ liệu. Thì cái phần mà chuyển đến trang xử lý dữ liệu á là thuộc về bên BHP, được không? Bây giờ là mình không chuyển tới trang xử lý dữ liệu mà mình chỉ là báo lên là đăng nhập, có nhập đầy đủ hai cái thông tin đó thôi, tức nghĩa là mình đang làm phần JavaScript. Rồi như vậy ở đây cái nút click đâu rồi, đây sự kiện là on click, cái này là kiểm tra đăng nhập. Rồi giờ các bạn có thể viết JavaScript ở bất kỳ chỗ nào trong cái bài của mình, chỗ này đi. Thì thông thường á các bạn hay viết thêm cái gì ở đây, JavaScript gì nè, dạ dạ tôi cũng không nhớ nữa, tại vì nào giờ tôi viết vậy tôi thấy nó cũng chạy à. Được. Thì mình gọi là cái hàm, hàm gì đây, hàm kiểm tra đăng nhập nè. Nha, mình copy dán cho các anh như vậy cái khỏi sai chúng ta. Thường các bạn viết JavaScript không chạy á là do cái tên hàm mình gõ nó sai, nó cũng không có chạy. Ở trên đây viết qua viết thường thì nó phân biệt. Rồi và đầu tiên đó là mình sẽ lấy ra cái gì, lấy ra cái username đúng không, username cái biến sẽ là document.getElement by ID. Chú ý nha các bạn, document là viết như thế này, get element by ID, chữ I viết qua, chữ D viết thường, chữ B viết qua, chữ E viết qua, chữ G thì viết thường, chữ G thì viết thường. Rồi T username bỏ vô đây. Đó, như vậy là mình đang lấy ra cái gì biết không, đang lấy ra cái tag box username, là cái tag box này, được không? Bây giờ mình muốn lấy ra cái dòng chữ nội dung mà người dùng nhập ở trong cái tag box đó thì mình chấm vào liều. Rồi kiểm tra, nếu username mà bằng rỗng thì mình sẽ hiện lên cái thông báo là bạn chưa nhập tên đăng nhập. Rồi nhiều thôi, thử rỗng chưa, rỗng nè, nhấn lock in. Ủa sao không có gì hết? On click, à kiểm tra đăng nhập phải đóng con mặt ở đây. Đó, thấy chưa? Như vậy các bạn phải chú ý luôn. Ở đây là cái hàm không đối số, các bạn không có bỏ đối số vô. Y chang như vậy. Rồi bây giờ có nè, là không hiện lên thông báo là đúng rồi. Bây giờ mình delete hết nè. Hiện lên là bạn chưa nhập tên đăng nhập. Rồi. Như vậy thì tương tự chúng ta sẽ viết như sau đây, và password document.getElement by ID t password.value. Vậy thì chỗ này mình sẽ là else password bằng rỗng bằng bằng ha, nhớ bằng bằng mới là so sánh. Nhiều bạn đi thi cứ quên mấy cái vụ này, dẫn đến là viết cái hàm không bao giờ nó chạy hết trơn á. Bạn chưa nhập mật khẩu, rồi ngược lại nữa thì gì, thông báo là đăng nhập thành công, hệ thống đang chuyển tới trang xử lý, à có nhập username password kia chắc là thành công, là nhập thông tin đầy đủ. Rồi vậy đi. Rồi cái phần mà chuyển đến hệ thống xử lý BFP mình sẽ ở video sau. Bây giờ chạy thử là đâu rồi, tắt mất tiêu rồi. Đây mở lên là rồi, ví dụ nha, lỗi có nghĩa là mình nhập lỗi ở chỗ nào rồi đó, t mất rồi, thấy chưa?
mình đâu phải tay bắt quạt mà là gì, tay b đúp d. Giờ thử rồi bạn chưa nhập tên đăng nhập, bây giờ ở đây có tên nhập không nhập bắt quạt rồi, bạn chưa nhập mật khẩu thì nhập cả hai nè, đã nhập thông tin đầy đủ hệ thống đang chuyển tới trang xử lý. Thì các bạn chú ý là khi các bạn gõ JavaScript nó không chạy chắc ăn mình có sai, nhưng mà bị cái là cái thằng JavaScript nó hiếm khi nào mình thông báo cái lỗi lên, giống như các bạn lập trình C hay là C sharp không có báo lỗi, nhưng đến là nhiều khi mình cứ tưởng mình làm đúng mà cái máy nó không chạy nha. Không phải đâu, mình làm sai đó, mình thử ra phải tỉnh táo, thì đi thi cũng vậy, được không? Thì cái này là tôi viết code hết từ đầu tới cuối để cho các bạn biết được cái quy trình code nó chạy như thế nào, từ cái phần thiết kế giao diện cho tới phần sinh code của cái JavaScript, chứ không có sử dụng kéo thả, mình tự viết thì mình mới làm chủ được code của mình.